Quý vị thân mến, trong suốt thế kỷ 20, có thể nói Trung Quốc là người bạn, người đồng chí cộng sản chí tình với nhân dân Việt Nam, khi họ không chỉ viện trợ cho ta hàng triệu tấn vũ khí, hàng hóa, thuốc men, mà còn giúp đỡ ta đào tạo những lực lượng chiến đấu như bộ binh, pháo binh. Tuy nhiên, có một lực lượng mà Việt Nam tự tin rằng có thể tự đào tạo được mà không cần đến sự huấn luyện của Trung Quốc. Đó là binh chủng đặc công với những kỹ năng tác chiến và sức chịu đựng vượt ngoài giới hạn của con người. Chính lực lượng đặc công đã lập nên nhiều chiến công khó tin tại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Điều này khiến cho quân Trung Quốc phải dùng mình hoảng sợ, mà trận tập kích tiêu biểu chính là diệt 17 xe chở quân Trung Quốc chỉ trong vòng 20 phút. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc mở cuộc tấn công vào toàn tuyến biên giới phía Bắc của nước ta, vào đúng thời điểm phần lớn các quân đoàn dự bị chiến lược còn đang phải chiến đấu với quân Khmer Đỏ ở chiến trường Campuchia. Có thể nói, nước đi này đã được các cấp lãnh đạo Trung Quốc tính rất kỹ để đảm bảo sự vượt trội về số lượng khi khai chiến. Tại biên giới, các đơn vị của ta mặc dù dũng cảm, nhưng do bị tiến công bất ngờ và tương quan lực lượng chênh lệch, nên đã phải chiến đấu trong những điều kiện hết sức bất lợi. Mặc dù đang dồn sức cho chiến trường Campuchia, nhưng quân đội ta vẫn phải điều quân về chia lửa cho mặt trận phía Bắc. Vốn dĩ còn đang phải đối đầu với một kẻ thù còn nguy hiểm và thâm độc hơn cả Khmer Đỏ gấp nhiều lần. Để tăng cường sức mạnh cho khu vực biên giới, Bộ Quốc phòng đã khẩn trương huy động lực lượng của tuyến sau đưa lên chi viện. Ngày 18 tháng 2, quân khu 3 cho Sư đoàn Bộ binh 327 gồm Trung đoàn Bộ binh 42, 75, 540 và Trung đoàn Pháo binh 120 từ Quảng Ninh lên tăng cường cho quân khu 1. Tiếp đó, ngày 19 tháng 2, quân khu 4 gấp rút tổ chức cho Sư đoàn Bộ binh 337 gồm Trung đoàn Bộ binh 4, 52, 92 và Trung đoàn Pháo binh 108 hành quân bằng cả tàu hỏa và xe vận tải từ Nghệ An ra. Ngày 25 tháng 2, các đơn vị này đều được bổ sung cho điểm nóng nhất lúc này là mặt trận Lạng Sơn và sau đó nằm trong đội hình quân đoàn 5 binh đoàn Chi Lăng. Và quả thật, năm 1979, chúng ta cũng đã làm nên một chiến thắng nữa, không kém phần vẻ vang so với Lê Thái Tổ ngày ấy. Lạng Sơn được quân khu 1 tăng cường Trung đoàn 197 Bắc Thái cho hướng thị xã và Trung đoàn 196 Hà Bắc cho hướng Đình Lập. Sau đó, Bộ Quốc phòng còn tiếp tục bổ sung thêm Trung đoàn Pháo phản lực 204, Trung đoàn Đặc công 198, Trung đoàn 98, Sư đoàn Công binh 473, Lữ đoàn Công binh 229, Đoàn Sông Đà, đơn vị súng phun lửa của Trung đoàn Phòng hóa 86. Hướng Cao Bằng được tăng cường Trung đoàn 183, Hải Hưng, Tiểu đoàn Đặc công 45, Tiểu đoàn Pháo tầm xa 122 ly của Lữ đoàn Pháo binh 675, Tiểu đoàn Tên lửa chống tăng B-72, Trung đoàn 38, Sư đoàn Công binh 473, Tiểu đoàn 126-127, Bộ đội địa phương Bắc Thái của một số tiểu đoàn tự vệ của nhà máy gang thép Thái Nguyên, công ty xây lắp luyện kim, công ty xây lắp cơ khí. Ngoài ra, quân khu 1 cho thành lập thêm Sư đoàn Bộ binh 311 trên cơ sở Trung đoàn 38, Sư đoàn 473. Với những sự bổ sung cực kỳ chất lượng ở cả ba tuyến như vậy, quân đội ta đã nhanh chóng ổn định tinh thần, sốc lại lực lượng chủ lực và phản công quân Trung Quốc trên toàn mặt trận, lập được nhiều trận thắng giòn giã. Tiêu biểu nhất chính là trận phục kích đoàn xe chở quân Trung Quốc tại Cao Bằng của Tiểu đoàn Đặc công 45. Tháng 2 năm 1979, Bộ Quốc phòng lệnh cho Bộ Tư lệnh Đặc công điều động Tiểu đoàn Đặc công 45 phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tham gia chiến đấu, hành quân từ đêm 17 cho đến 22 giờ ngày 19 tháng 2. Tiểu đoàn Đặc công 45 đến được vị trí tập kết. 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2, tất cả cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn vào vị trí sẵn sàng triển khai đào hầm hào công sự và chiến đấu. Trong đợt 1 từ ngày 20 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3, tiểu đoàn thực hiện đánh phòng ngự, giữ mục tiêu kết hợp với phản kích. Đợt hoạt động thứ 2 của tiểu đoàn diễn ra từ ngày mùng 9 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3. Tiểu đoàn tổ chức đi trinh sát 4 điểm, đánh 2 trận, một trận phục kích, một trận tập kích. Ngày 10 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn tổ chức phục kích nhằm tiêu diệt đoàn xe cơ giới của đối phương ở trên quốc lộ số 3. Lực lượng luồn sâu của tiểu đoàn có 3 mũi phối hợp với dân quân du kích địa phương bí mật áp sát phục kích địch. Ở khu vực đồi Nà Cay, mũi 1 có 20 chiến sĩ do đồng chí Đào Văn Quân chỉ huy trưởng, đồng chí Tưởng Duy Chính chỉ huy phó.
mũi 2 có 19 chiến sĩ và mũi phụ mũi 3 là bộ phận cối 82 ly do anh Dương chỉ huy, có nhiệm vụ bắn kiềm chế địch để phòng chống phản ứng và đội hình của đơn vị. Sau 2 đêm hành quân đến bản NATO, đơn vị được lệnh dừng lại để trinh sát. Có 3 dân quân khu Thanh Sơn là Phan Thị Hoa, Lã Thị Sự, Vương Văn Mô được điều đến dẫn đường cho đơn vị. Có thể nói rằng, trong thế trận chiến tranh nhân dân, sự giúp đỡ và hỗ trợ của những đồng bào ta tại các khu vực bị địch tạm chiếm đóng vai trò vô cùng quan trọng để làm nên chiến thắng. Với hệ thống camera chạy bằng cơm dày đặc và lối sống tập thể của người Việt Nam, tất cả các thông tin về lực lượng của địch thường được thu thập và báo về cho các cấp chỉ huy một cách nhanh chóng chính xác mà đối phương lại không hề hay biết. Các chiến sĩ đặc công cùng những người dân dẫn đường được lệnh đi sâu vào hậu cứ, nơi địch đóng dày đặc trên các đồi Thiên Văn và pháo đài. Riêng ở đồi Thiên Văn có tới một trung đoàn, hàng ngày chúng canh gác trên đoạn đường ra vào cửa ngõ thị xã. Nhiệm vụ của đoàn đặc công 45 là phải đánh nhanh rồi tản nhanh, nếu không sẽ bị hãm trong vòng vây của địch. Trời vừa sáng, đơn vị cũng đào xong công sự và địch cũng bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ là một chiếc xe tải từ Tai Chi chạy tới đến chân đồi Nà Cày. Chiếc xe dừng lại để những tên lính đối phương bốc hàng rồi vào bản vơ vét gà vịt lợn của dân ta. Dừng lại ở đây để nói một chút về tội ác của quân Trung Quốc xâm lược. Khi tiến vào nước ta, chúng không những giết chóc, tàn sát hàng nghìn người dân vô tội mà còn cướp trắng trợn những tài sản quý giá của người dân. Đến khi rút về thì lại ốp mìn, đặt bom, phá hủy cho bằng hết những công trình xây dựng có giá trị như cầu đường, nhà cửa, nhằm làm cho ta kiệt quệ về kinh tế. Đúng là thâm như tàu. Quay trở lại với trận đánh, trong lúc toán binh lính Trung Quốc này đang lút đồ của dân ta, thì vào khoảng 8 rưỡi, 8 chiếc xe tải khác chứa đầy hàng và xe đạp hỏng vẫn từ Tai Chi chạy về thị xã. Nửa giờ sau, có 17 chiếc xe chở đầy quân địch và đạn tên lửa từ thị xã Cao Bằng chạy qua trận địa. Khi chiếc xe cuối cùng vào đúng vị trí khóa đuôi, thì đồng chí Nguyễn Văn Sinh được lệnh nổ súng. Trên vai anh, quả đạn B-41 vọt ra khỏi nòng, cắm vào thùng xe nổ tung. Tiếp đó là tiếng thủ pháo lựu đạn nổ xen lẫn với những tràng liên thanh của AK rồn rập. Đánh địch ở vị trí phía trước chặn đầu, chiến sĩ Hà Văn Nhạc bắn 3 viên AK báng gấp tiêu diệt tên cầm lái. Chiếc xe thứ hai bị đại đội phó Tưởng Duy Chính tiêu diệt bằng một quả B-41. Đạn tên lửa H-12 trên xe bị đốt cháy, nổ tung liên tiếp. Thế là cả đội hình 14 chiếc xe còn lại với hơn 200 tên địch nằm gọn trong tầm súng và biển lửa, giờ đã như cá nằm trên thớt. Chỉ huy trưởng Đào Văn Quân chỉ huy các chiến sĩ Lợi Công Đề và anh dân quân Vương Văn Ngô đánh tạt sườn. Đến đoạn này thì thấy rằng ngay cả dân quân của ta hẳn cũng có sức chiến đấu rất tốt mới được đứng chung hàng ngũ cùng bộ đội đặc công trong một trận đánh chớp nhoáng và đầy cam go như vậy. Chỉ huy quân bắn luôn 6 phát B-41 vào 6 chiếc xe, nối nhau bóp còi inh ỏi để tìm đường tẩu thoát. Địch từ trên xe nhảy xuống, chỉ kịp nấp xuống sàn hoặc nằm dạp xuống hai bên rãnh thoát nước từ trên cao. Chiến sĩ của ta chỉ việc ném lựu đạn, thủ pháo bắn AK xuống, tiêu diệt hết quân địch. Những tên lính Trung Quốc tội nghiệp giờ đây trở thành bia tập bắn đúng nghĩa vì bị tập kích quá bất ngờ và đang ở thế yếu. Khi bị đánh từ bốn mặt nên nhanh chóng từng tên ngã xuống. Trong lúc đơn vị đang tiêu diệt đoàn xe của đối phương, thì hàng trăm tên địch chốt trên các đồi Thiên Văn và Yên Ngựa nghe thấy tiếng súng nổ đã vội bỏ súng, vội chạy lên đồi cao. Nhìn ngọn lửa đang bốc nghi ngút từ mặt quốc lộ 3. Chớp thời cơ, trung đội trưởng cối 82 ly ra lệnh đánh hàng chục quả đạn được tính kỹ lưỡng. Phần tử bắn nối đuôi nhau, dội lửa xuống đầu địch, tiêu diệt hơn 100 tên đang đứng xem. Thế cho nên mới nói, đứng hóng biến cũng là cái tội đấy. Toàn bộ trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 20 phút. Khi bọn địch phản ứng thì đơn vị đã nhanh chóng theo 3 chiến sĩ dân quân thọc qua bản Nà Cày trở về vị trí tập kết. Trận đánh phục kích trên quốc lộ số 3 đã đạt hiệu suất cao, thắng lợi giòn giã. Tiểu đoàn đặc công 45 được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Nhiều tập thể đại đội và cá nhân cũng được tặng thưởng huân chương và bằng khen. Ngay sau trận thắng này, tiểu đoàn đặc công 45 tổ chức tiếp trận tập kết bí mật đối phương tại khu vực đường số 4. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn tiếp tục bám trụ, đồng thời tổ chức lực lượng truy kích đối phương trên đường rút chạy. Tháng 6 năm 1979,
Bộ Quốc phòng điều động Trung đoàn Đặc công 113 đang ở chiến trường Campuchia về nước làm lực lượng cơ động của Bộ. Tiểu đoàn cơ động 45 sáp nhập với Trung đoàn 113. Bên cạnh trận tập kích tiêu diệt 17 xe vận tải này, Bộ đội Đặc công Việt Nam cũng làm nên nhiều trận thắng vang dội khác trên chiến trường phía Bắc. Điển hình là chiến công của Tiểu đoàn 35 thuộc Trung đoàn 198 Bộ Tư lệnh Đặc công. Ngày 20 tháng 12 năm 1978, Tiểu đoàn Đặc công 35 với thành phần đông đảo là những chàng trai trẻ Vĩnh Phúc khi đang đánh nhau với quân Pol Pot ở Campuchia thì được lệnh cơ động gấp về Bắc chi viện. Cả tiểu đoàn khi về đến sân bay Pleiku để ra Hà Nội thì bất ngờ được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay và được Đại tướng căn dặn lính đặc công ra trận thì phải thắng. 15 giờ chiều ngày 28 tháng 2, các chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn 35 luồn sâu vào phía sau của địch để trinh sát và phát hiện quân địch đang đóng ở thôn Nà Lệnh, xã Hoàng Văn Thụ rất đông. Sau khi báo cáo, đơn vị quyết định nổ súng trận đầu. Ngay trong đêm 28 tháng 2, hơn 30 lính đặc công tinh nhuệ của tiểu đoàn 35 hình thành thế bao vây áp sát hai bé đồi hai bên, gần với quả đồi địch đóng. Tập kích địch bằng hỏa lực B-41 tại điểm cao ở thôn Nà Lệnh. Chỉ sau 7 phút tập kích, khu vực địch chốt giữ bị tiêu diệt sạch sẽ. Phía ta hoàn toàn không chịu bất cứ một thương vong nào. Những trận đánh xuất quỷ nhập thần với hiệu suất chiến đấu cực cao của bộ đội đặc công đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Điều này lại một lần nữa chứng tỏ rằng đặc công là lực lượng tinh nhuệ hàng đầu và sẵn sàng đảm trách những trọng trách lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, quý vị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh nhé!